Quê hương là gì hả mẹ? Mà sao cô dạy phải yêu? Quê hương là chùm khế ngọt cho con chèo hái mỗi ngày. Dạ xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị và các bạn cùng trở lại với em Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, mở đầu cho video ngày hôm nay em xin phép sử dụng những hình ảnh đến từ kênh YouTube của anh Sáu Nguyễn, một người con sớm bóng đang sinh sống ở hải ngoại. Hôm nay thì em mượn những hình ảnh này để đưa quý vị trở về lại sớm bóng. Và hôm nay rất là vinh hạnh em xin được phép đại diện đến đại gia đình của nhà ông bà Sáu Mỹ ở sớm bóng. Và hôm nay thì gia đình sẽ chia sẻ những phần quà yêu thương, những phần ăn đầy yêu thương đến với lại những bà con còn đang khó khăn ở quê hương. Đối với những người con xa xứ, đối với những người sinh sống ở hải ngoại, lúc nào họ cũng mong nhớ về quê hương của mình và mong muốn góp một chút công sức cũng như là tịnh tài và một chút tấm lòng ấm áp của họ để gửi đến những người còn khó khăn. Và hôm nay đến với sớm bóng, một sự niềm vui rất là lớn và lan tỏa sự yêu thương rất là mạnh đến với lại những bà con ở đây. Em sẽ đến với lại đường Lạc Thiện, số 68 Lạc Thiện. Thưa quý vị, gia đình của ông bà Sáu Mỹ đang tập trung rất là đông những cô chú, anh chị em, anh chị ở nơi này để mà cùng làm 1.000 phần cơm rất là lớn. Thưa quý vị, 1.000 phần cơm để mà chia sẻ đến những bệnh viện để bà con có thể được no bụng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thật sự rất là vinh hạnh cho em, đầy may mắn cho em khi quen biết được với rất là nhiều bà con ở sớm bóng, rất là nhiều người ở hải ngoại. Và những cái video clip em đã đưa lên được sự ủng hộ, em xin được nói lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với lại quý vị. Và bây giờ xin phép mời quý vị hãy cùng đồng hành với em và nhà gia đình của ông bà Sáu Mỹ ạ. Dạ em xin chào mấy cô, mấy chị, mấy anh. Dạ hôm nay vui quá được đồng hành cùng với lại gia đình ha. Ôi cha, hôm nay đồ ăn ngon quá chị Mai. Dạ ai cũng đẹp hết trơn á. Dạ chào hai cô. Dạ chào mấy chị nha. Hôm nay sẽ mời những bà con ở bệnh viện ung bướu với lại chỗ làng trẻ em SOS, thưa quý vị, những cái bàn cơm rất là ngon. Như quý vị đang nhìn thấy, rất là đông những cô chú anh chị, anh em ở đây đang tập trung làm những cái bàn cơm này. Được tận tay làm những cái bàn cơm này mà trao đến những người khó khăn đó quý vị, đó là một cái niềm hạnh phúc của rất là nhiều những cô chú anh chị ở nơi đây. Đây thưa quý vị, một bàn cơm là như thế này nè. Một miếng thịt cốc lết nướng, một miếng trứng với thịt kho, wow, với đồ la ghim nữa. Dạ chị đóng hộp ha, ngon quá chị ơi. Dạ cảm ơn công sức của mấy anh mấy chị ở đây ha. Từ mấy giờ đến mấy giờ đó mấy chị ha? 1 giờ sáng. Dạ không, từ 1 giờ sáng hả? 1 giờ sáng tới giờ 1.000 phần. Wow, 1.000 phần luôn. 4 chỗ. 4 chỗ, dạ. Kính thưa quý vị, đây là những căn nhà ở trên đường Lạc Thiện của xóm bóng. Rồi anh đóng hộp giùm em luôn ha. Mỗi người một khâu thưa quý vị. Chị Mai đang bỏ đồ la ghim, bên kia thì bỏ trứng hấp. Chú cha có thịt kho hột vịt nữa. Cái này mình làm thường xuyên không vậy chị Mai ha? Dạ. Cái này gia đình mình hết luôn hả chị hả? Dạ. Đại gia đình nhà bà Bảy Đồng đó ha. À nhà Sáu Mỹ. Đây đây chị, dạ. Nhà Sáu Mỹ 2 triệu với bè con ở đây góp vô. Dạ. Lên bậc lên chín rồi, lên chín rồi. Vậy là bà con xung quanh được làng đường Lạc Thiện luôn đó ha. Dạ của em là Lang Thang Nha Trang, cảm ơn anh. Dạ dạ, tính ra là làm từ sáng sớm tới giờ luôn đó, từ khuya luôn. Không canh
À bên kia còn một khâu đó nha. Của mấy cô mấy chị bên đó luôn. Dạ. Để em quay cận mặt từng người nha, để quý bà con sớm bóng cùng coi được luôn ha. Rồi cảm ơn anh trai nhiều. Cảm ơn chị nha chị. Dạ. Cảm ơn anh. Đây. Đây kính thưa quý vị thấy bà con ở sân bóng không? Vui vẻ, nhiệt tình, có tấm lòng rất là đáng quý. Dạ rồi. Dạ giờ em qua bên đó luôn. Dạ. Từ 1 giờ sáng tới giờ luôn anh ha. Đến cả ngàn phần là mà. Dạ. Đây là những cái phần đây đã vô sẵn đây thưa quý vị. Chút xíu nữa thôi là sẽ di chuyển ra những cái điểm phát cơm. Chào mấy anh mấy chị, chào mấy cô. Dạ đã là phụ nữ ai cũng đẹp hết nha. Đây là nhóm múc canh. Cái khâu sơ chế là chắc phải là tốn nhiều thời gian và dạy rất là sớm mấy cô ha. 1-2 giờ là dạy rồi, 1-2 giờ đã dạy rồi. Làm em quê rồi chứ. Làm 2 giờ. Dạ. Hôm qua là chuẩn bị đồ la game, chuẩn bị đồ ra. Sáng nay là bắt đầu luôn. Dạ. Chị còn chuyên nghiệp quá ha, nhanh ha. Dạ. Hôm nay mình đi 4 điểm là điểm nào vậy mấy cô ha? Mấy khu biếu. Dạ. Bệnh viện tỉnh, phục hồi chức năng. Với ở đâu nữa anh? SOS. SOS. Dạ. Trung tâm bảo vệ. Bảo trợ xã hội em. Em cái chị anh thanh hồi đưa ra. Ở một ngày sức đó này. Em chỗ cái bậy vậy? Chỗ 200 sức á. Đúng không thành? Wow, đến 1.000 sức luôn thưa quý vị. Ở đây là căn nhà số 60 mấy cô ha, 68 Lạc Thiện. Đây là ra bị rồi nè thưa quý vị. Chút nữa là mỗi người chiếc xe máy ha. Dạ, bỏ vô đi cho nó tiện. Để mà làm được những cái phần cơm này thì quý bà con ở đây đã dậy rất là sớm. Rồi họ đặt cái tâm huyết của mình, đặt cái tấm lòng của mình vô trong những miếng thịt, vô trong những cái giọt nước mắm, rồi thành những cái hộp cơm để mà gửi đến những người khó khăn họ đang rất là cần. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, những người ở bệnh viện ung bướu đó quý vị, họ cũng rất là khó mà đi mua những cái phần cơm để mà họ ăn cho no bụng, giúp chăm sóc những người bệnh đó. Hoặc là những người bệnh thì nhiều khi họ cũng cơ nhỡ chỉ có một thân một mình thôi. Những người lành lặn ở những phòng bên cạnh thì sẽ đi nhận giùm. Cho nên những cái tấm lòng như mấy cô chú anh chị nơi đây rất là đáng quý, chia sẻ đến những bà con thì điều này hết sức là tuyệt vời. Một lần nữa xin được cảm ơn quý bà con nơi đây. Cảm ơn từ tận đáy lòng. Dạ con kính chào bà con. Bà con mình ai có phiếu trên tay xin mời ra ngoài đây xếp hàng giùm con nha. Con cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Đây nè, để từ từ ha. Em đứng đây, em đứng đây. Dạ. Rồi mời bà con đứng sau lưng em hết ha. Dạ, ra sau lưng em đứng hết giùm em với. Em cảm ơn. Dạ. Dạ, phiếu con phát hết rồi. Con không còn phiếu nữa đâu nha. Dạ xong hết chưa? Dạ. Rồi bà con mình đứng ném ném vào bên đây cho mát chút ha. Dạ. Thì hôm qua con gửi phiếu đến bác Thi rồi.
Hôm qua con gửi bác Thi đến 30 phiếu lận, 30 mấy phiếu lận, nhiều lắm. Dạ. Rồi bà con mình tạm thời chờ con chút xíu nghe. Dạ con cảm ơn. Em biết rồi, anh cứ vô xếp hàng đi rồi tính sau. Dạ. Em biết rồi, cái này em không có quan trọng cái chuyện mà ấy đâu. Dạ, cơm chưa tới nghe anh nha, đợi em một lúc. Dạ. Dạ bà con mình ơi, cho con hỏi thăm bà con mình ai trên tay có những cái vết mà truyền nước, truyền dịch gì đó. Giống như cái cô đây nè, thì vui lòng đứng qua một bên ha, ưu tiên. Dạ. Có ai trên tay mình có mấy cái vết để mà vô nước, vô thuốc gì không? Ưu tiên nghe. Cô có cầm phiếu đó không? Dạ rồi, dạ. Rồi bà con mình ráng đợi cho con giây lát nha, xe đang tới nha bà con nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Dạ. Dạ một lần nữa em xin thay mặt bà con bệnh nhân cảm ơn anh. Cảm ơn mấy anh chị ở nơi đây. Dạ. Cảm ơn chị Mai. Dạ. Cảm ơn đại gia đình sống Mỹ ở Súng Bóng. Bây giờ thì xe cũng đã tới rồi thưa quý vị. Hôm nay đến cả ngàn phần lận. À, rồi đây là điểm đầu tiên bác. À có bác hai nữa. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay cả ngàn phần lận và đây là điểm đầu tiên của một cái chuỗi 4 năm bệnh viện trong ngày hôm nay. Dạ. Rồi con mời bà con mình cứ giữ cái hàng đây giùm con ha. Dạ mời mấy cô mấy chú mấy anh chị vô hàng nối hàng giùm em luôn, em cảm ơn. Dạ. Con giới thiệu với ông Hoài, bà Hoài, mấy cô chú anh chị nơi đây. Đây là một nhóm Mạnh Thường Quân ở Súng Bóng. Dạ. Chúc ông Hoài nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con giới thiệu với bà con mình hôm nay là những anh chị Mạnh Thường Quân đến từ Súng Bóng ở đường Lạc Thiện, gia đình Sáu Mỹ có bác hai, có những anh chị em ở đường Lạc Thiện. Chúc bà con mình được nhiều sức khỏe bình an. Chúc ngon miệng. Dạ. Hôm nay là những phần cơm rất rất là ngon luôn nha bà con nha. Hồi nãy con đã được nhìn thấy rồi, ngon lắm. Em qua kiểm tra nhân số đã. Rồi, quà nhận xong chưa? Dạ, chúc quà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ bà con mình từ từ để vô hàng đã nè. Dạ. Rồi chúc cả phòng nhiều sức khỏe nghe chị. Chúc ngon miệng. Dạ. Từ từ đã em gái, từ từ đã, đi theo thứ tự đi. Để họ tới đây luôn rồi mình phát cho tiện ha. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Đây là họ nhận 8 phần 10 phần là để chia sẻ lại cho những người ở trên phòng đó quý vị. Những người họ đi không có được. Dạ chúc ngon miệng. Em làm 2 vàng cho nó nhanh đi anh, tại đúng đông quá. Nó sẽ bị lộn á. Từ từ đi chị, không có sao đâu. Dạ. Dạ chúc ngon miệng nghe chị. À quay hôm qua phát phiếu rồi mà. Rồi à quay vô xếp hàng luôn đi, à quay vô xếp hàng luôn đi. Dạ rồi chúc ngon miệng. Dạ. Rồi bà con mình nối hàng giùm em nha. Đừng anh, cho nó đừng phát anh. Cho nó đừng có phát, để bà con vô xếp hàng đi anh ơi. Rồi hai phần, tao quay ama ha. Dạ dạ. Để con đủ nhường cho người sâu á. Anh ơi, trên đây đừng phát. Một người họ có thể nhận đến 10 phần. Đó là không có đáng đâu, để họ xếp hàng. Em quản lý cho, ở đây em biết ai người bên ngoài. Dạ, đừng.
đó, bà con không có xếp hàng lấy nên 4-5 phần đi lận nó phí, nó uổng. Dạ. Ở trên đó cứ tập trung vô đây giùm em. Dạ, xếp hàng là được nghe. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha anh. Chị vô xếp hàng đi chị. Dạ. Dạ rồi, chúc cả phòng ngon miệng nha. Năm đồ đủ luôn á. Cảm ơn nha. Ok. Nếu xếp hàng vô. Dạ rồi, chúc ngon miệng nha chị. Rồi mình tập trung lên trên bàn giùm em ha. Anh ơi, trên đó bên đó đừng phát nữa anh. Dạ. Trên đó anh mà phát nữa là họ sẽ quay lại nhận 4-5 lần lận anh à. Dạ, dạ, để em cầm nha. 3 phiếu, đây 3 phiếu. Dạ, chúc mừng mẹ. Bà con mình ơi, nói một hàng giùm em đừng chen lấn lên đây. Mấy chị đi bên ngoài nè, xếp hàng giùm em đi. Dạ. Dạ, chúc ngon miệng. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi, chúc ngon miệng nha. Chị cứ vô xếp hàng giùm em là được ha. Từ từ. Dạ. Rồi rồi, em xin lỗi đây đây. Rồi chị một phần ha, em gửi chị một phần. Đây đây đây. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ, cô vô xếp hàng giùm con đi cô. Chị nhận 4-5 phần rồi kìa, chị còn vô đây chi nữa. Dạ dạ chú. Cảm ơn. Dạ dạ. Rồi bà cho em chú mấy hộp chú. Chú nhận rồi, chú nhận 2-3 hộp rồi, chú nhận gì nữa. Chú đừng có cãi với con, thông cảm giùm con đi, hoan hỷ giùm con đi. Dạ rồi, dạ. Dạ rồi, chúc mình ngon miệng nghe chú. Chú ơi, ra sau xếp hàng giùm con đi chú, đừng có đứng đây chú. Rồi đến phiên ông bà Bình Phong nè. Dạ, từ từ nha chị, ông bà Bình Phong chưa có. Bác Thi ơi, mình nhận chưa? Có chưa? Có hết chưa bác? Dạ, dạ mời bác. Rồi rồi. Cơm nào phát không chịu nhưng mà cơm nào không mà. Dạ. Dạ. Bữa sau cứ theo hiệu lệnh của em, anh đừng phát như vậy. Hồi nãy cái chị kia nhận 2-3 lần, một lần 4-5 hộp lận. Coi như là mình bị phí mất mười mấy hộp rồi đó. Dạ. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Dạ. Ở bên SOS là không cho quay phim đúng không chị ha? Dạ thôi, để đó mấy anh chị mình đi nha. Dạ, cảm ơn mấy anh chị nhiều ha. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, tiếp theo là chỗ Hòn Chồng và đây là bệnh viện phục hồi chức năng. Em sau khi mà phát xong ở bệnh viện Ung Bướu á, tới đây cũng không có kịp thưa quý vị, không có kịp. Tại vì mấy anh chị em trong nhóm đã chia nhau ra đến 4-5 tổ lận để mà đi đến từng nơi phát cơm đến bà con.
tại vì đây cũng là cái giờ này bà con ăn cơm. Nếu như mà phát điểm này xong qua điểm khác đó là sẽ bị quá giờ, bà con cũng đã đi mua cơm rồi, cũng tốn tiền cho bà con. Cho nên nhóm của chị Mai cũng như là mấy anh chị ở trong gia đình sống Mỹ cũng đã chia ra thành 4-5 tổ để mà đi khắp các bệnh viện chia sẻ những phần cơm đến với bà con. Hôm nay đến 1.000 phần lận thưa quý vị, đến nhiều bệnh viện lắm, trong đó có bệnh viện ung bướu là ưu tiên đầu tiên, sau đó đến bệnh viện phục hồi chức năng, một nhóm thì đi bệnh viện lao phổi, một nhóm thì đi bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, một nhóm thì đi làng trẻ em SOS, một nhóm thì đi viện dưỡng lão, nơi trung tâm bảo trợ xã hội dành cho những người cơ nhỡ. Rất là đáng quý, rất là đáng trân trọng với những cái phần cơm 1.000 phần từ hôm nay. Mấy anh chị đã dậy lúc 1-2 giờ sáng, bắt đầu từ hôm qua rồi, đã lo chuẩn bị rau củ quả, gạo, rồi 1-2 giờ sáng dậy nấu cơm, lo đồ ăn. Rồi đến bây giờ này là tầm khoảng 10 giờ kém, xong xuôi hết thì tiến hành ra bệnh viện. Bây giờ là tầm khoảng 10 giờ hơn rồi. Chắc hẳn là những cái tổ khác cũng đã phát cơm xong. Cảm ơn quý cô, chú, anh chị, quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân ở phương xa lúc nào cũng nghĩ đến những bà con còn khó khăn ở quê hương. Đặc biệt là cảm ơn những cô, chú, anh chị ở đường Lạc Thiện, Xóm Bóng. Đây là những người con của Xóm Cồn, Xóm Bóng. Họ rất là yêu thương đồng bào. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân làm ăn phát đạt, vạn sự như ý. Đến đây thì cho phép em được nói lời tạm biệt ở video này. Chúc quý vị đón xem vui vẻ và đầy hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.